Các bạn đang xem trên tay tôi đây là bộ cản sau hay ba lớp sốc sau của dòng xe Mitsubishi Chiton. Chiton anh em gọi là Triton, đời phiên bản đấy 2013 đến 2016. Đây là bộ cản sau và bộ cả bộ các bạn nhé, cả bộ cản sau hay còn gọi là ba lớp sốc sau. Thì cái hàng này là hàng tốt vỏ Mitsu thôi, hàng liên doanh thôi chứ không phải là hàng xịn chính hãng. Đấy. Thì cái này nó có đây, các bạn thấy là đây cả bộ thì nó sẽ bao gồm có thứ nhất là đây cái các cản sau, cái miếng sắt chính giữa đấy. Và đây góc nó sẽ ốp vào. Góc lại sẽ ốp ở phía này. Đấy, góc ốp phía trên. Đó, góc ốp cản sau. Đó. Thì cái đây là cái phần này là phần, đây là phần cản. Cái phần này là phần đây có hai cái miếng sắt này, nó sẽ ốp ở trên cái cản, ốp trên cái cản cản sau. Đấy, cái đây là cái bộ cài bắt và đây là ốc bắt của nó đây, cả ốc. Cái này cả cụm luôn, bao gồm cả hai bên như nhau. Đó. Bắt theo cái cản sau, phía đây là chúng ta bắt biển số. Đây là cả bộ cái cản sau của dòng xe Mitsubishi Chiton, hay người anh em gọi là Triton ấy, cả bộ góc cản sau. Đấy. Nó cả bộ luôn. Còn hàng xịn chính hãng thì thông thường nó sẽ bán rời. Ví dụ chúng ta mua bộ phận nào nó sẽ bán rời bộ phận đấy. Tất cả những cái này rời. Còn hàng tốt thì nó là hàng tốt vỏ Mitsu thì nó sẽ bán cả cụm. Đấy, anh em chỉ việc thay thì nó cả cụm. Cái giá thành thì nó rẻ hơn rất là nhiều so với hàng xịn chính hãng. Đấy. Bao gồm cả mấy miếng trên đó. Đó. Góc cản này các bạn sẽ bắt này nha. Đó. Và đây là cái sắt này. Anh em nó sẽ đặt như này. Đó. Các bạn thấy nó đặt như này. Mình đây. Đó. Ở trên này cái này miếng này mình đặt hơi ngược tí đây, nó nằm như này. Đây là đúng. Nó đặt nó này nó sẽ đặt ở trên. Đó. Đây là góc cản trước của dòng xe. Đây. Các bạn nhìn. Đây là cái hoàn thiện trên của cái bộ góc cản sau của dòng xe Mitsubishi Chiton. Như vậy anh em trong quá trình mà chúng ta đi xe và chúng ta đâm va dẫn đến nó hỏng cái bộ góc cản sau này, thì lúc đó đây là cái bộ khi mà chúng ta lắp đặt vào đây, bạn sẽ nhìn thấy này, đây góc cản nó sẽ bắt nha. À, thì khi mà chúng ta bị hỏng hoặc bị thay thế thì bắt buộc các bạn phải thay thế các bộ cản này. Thì các bạn vui lòng đến với phụ tùng Mitsubishi An Việt, website phụ tùng mitsubishi.vn.